Mình nói về vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu nhá. Mặt phẳng, mặt cầu. Để xét vị trí tương đối của hai cái đối tượng này thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi bán kính của mặt cầu, và nó bị ảnh hưởng bởi khoảng cách từ tâm cho tới mặt phẳng. Ở vị trí này là mặt cầu và mặt phẳng có điểm chung không? Không có. Và rõ ràng là ở vị trí này mọi người cũng có thể thấy là cái khoảng cách từ cái tâm đến cái mặt phẳng nó lớn hơn bán gì nhỉ? Bán kính, đúng không? Như vậy để mà xét về vị trí tương đối thì nó phải liên quan tới khoảng cách. Thì cái đầu tiên mà chúng ta sẽ làm ấy, đó là công thức khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Ở đây thì thầy sẽ cho một cái điểm M có tọa độ là x0, y0 và z0. Một cái mặt phẳng P nó có cái phương trình đó là AX cộng BY cộng CZ và cộng D bằng 0. Điểm M, mặt phẳng P. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái công thức khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Cái công thức này nó giống như là cái công thức khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng mà em được học ở trong lớp 10 ấy. Nhớ không? Cách tính như nào? À, đó là trị tuyệt đối AX0 cộng BY0 cộng CZ0 cộng D và chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Được chưa? Đấy, công thức nó rất là quen thuộc, nó giống như khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng của lớp 10. Và em chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Đó, nó rất là đơn giản thôi mọi người, không có gì khó. Thầy lấy một cái ví dụ đơn giản, mọi người tính giúp thầy cái khoảng cách này luôn nhá. Tính khoảng cách từ điểm M có tọa độ là 2, 1, 3 đến mặt phẳng P có phương trình là x cộng 2y trừ 2z cộng 1 trừ 1 bằng 0. Đấy, mọi người tính luôn là giúp thầy. Tính khoảng cách, tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P. Khoảng cách từ M đến P, trị tuyệt đối đúng không? AX0 cộng BY0 trừ CZ0 cộng D chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Và kết quả là bao nhiêu các em? 1. Kết quả là 1. Đấy, đơn giản không? Thay số mà. Ai mà không thay số được? Em thay được không? Rồi, như vậy xong. Thầy sẽ nói về vấn đề số 2. Đó chính là vị trí tương đối. Cái này thì thật ra nói lại ấy, thì nó cũng vẫn thế. Cái này các em đã học ở trong cái chương nón trụ cầu rồi, ở trong hình không gian rồi. Thì đây, nếu mà mình nói lại thì nó sẽ có cái vị trí như này. Đầu tiên đó là vị trí là không cắt, đúng không? Nhưng không có điểm chung. Không có điểm chung. Đây là một cái mặt cầu có tâm là Y, và đây là cái mặt phẳng P. Đó. Thế thì trong cái trạng thái này, cái mặt cầu và cái mặt phẳng này nó không có bất cứ một cái điểm chung nào. Và nó cũng sẽ đồng nghĩa là cũng chẳng có cái bài toán nào xảy ra cả. Và cái trạng thái mà không có điểm chung này, đó chính là khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng nó lại lớn hơn bán gì nhỉ? Lớn hơn bán kính, đúng không?
khoảng cách từ tâm y cho tới mặt phẳng lớn hơn bán kính. Và nó sẽ không có bài toán gì xảy ra cả. Vị trí tương đối thứ hai đó là vị trí tiếp xúc. Vị trí tiếp xúc. Thầy vẫn có một cái mặt cầu như thế này. Và vẫn là tâm y. Và chúng ta sẽ có một cái mặt phẳng như thế này. Đây là mặt phẳng P. Như vậy lúc này thì cái mặt cầu của chúng ta nó sẽ tiếp xúc với mặt phẳng P. Vậy khi nào thì nó rơi vào trạng thái tiếp xúc nhỉ Bảo nhỉ? À, đó là khi mà cái khoảng cách từ cái tâm y cho tới mặt phẳng P bằng đúng bán kính. Vậy cái này thì nó có thể sinh ra cái bài toán gì? Đó là viết phương trình mặt cầu tâm y tiếp xúc với một mặt phẳng cho trước. Thì cái mặt cầu nó sẽ quan trọng nhất là hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tâm và yếu tố thứ hai là bán kính. Vậy tâm có rồi, người ta sẽ không cho trực tiếp bán kính mà người ta sẽ cho nó thông qua cái việc là nó tiếp xúc với một mặt phẳng. Vậy thì lúc đấy để tìm được bán kính chúng ta chỉ cần tính khoảng gì thôi? Khoảng cách, đúng không? Đó, như vậy rất là đơn giản. Và cái bài toán thứ ba đó là gì? Đó là vị trí cắt. Và tất nhiên rồi, mặt cầu mà cắt mặt phẳng thì ai mà không biết giao tuyến của chúng là gì, đúng không? Mặt cầu sẽ cắt mặt phẳng theo giao tuyến là gì mọi người nhỉ? À, đó là mặt cầu sẽ cắt mặt phẳng theo giao tuyến là một đường tròn. Và nó sẽ sinh ra những cái bài toán liên quan tới cái việc là tìm bán kính của cái đường tròn đó. Thì đây chính là cái đường tròn giao tuyến. Khi mà chúng ta lấy một cái mặt phẳng cắt một cái mặt cầu. Ở đây thì các em có thể dễ dàng các em nhận ra là cái này nó chính là bán kính của mặt cầu. Còn cái đường tròn giao tuyến này thì đây chính là bán kính của đường tròn. Thế còn cái đoạn IH thì chính là khoảng cách và thầy gọi nó là H. Ở vị trí rơi vào trạng thái là cắt ấy, thì chắc chắn là khoảng cách từ tâm y cho tới cái mặt phẳng P đầu tiên là nó sẽ bé hơn bán kính đã. Và ở trong cái loại bài toán này thì chúng ta sẽ có một bài toán duy nhất. Đó là cái mối liên hệ của khoảng cách của bán kính đường tròn và bán kính mặt cầu và mối liên hệ Pythagore, đúng không? Ở đây chúng ta có thể thấy là bán kính mặt cầu thì nó sẽ bằng khoảng cách bình cộng với bán kính đường tròn bình phương Pythagore. Như vậy cái này thì nó có thể sinh ra bài toán gì? Đó là tìm bán kính hoặc diện tích hoặc chu vi của đường tròn khi mà em lấy một cái mặt cầu cắt một cái mặt phẳng, được chưa? Đó. Ví dụ một. Viết phương trình mặt cầu có tâm đó là y 2 1 âm 1 và tiếp xúc với cả mặt phẳng OXY. Viết phương trình mặt cầu có tâm là 2 1 trừ 1 và tiếp xúc với cả mặt phẳng OXY. OXY. Mặt phẳng OXY, em có biết mặt phẳng OXY không? Đây chính là mặt OXY đúng không? Đây chính là mặt OYZ đúng không? Còn đây chính mặt OZ gì? OZX đúng không? Đấy. OXY này, OYZ này và OZX, ba mặt phẳng. Thế bây giờ thầy hỏi một chút là để mà viết được cái bài toán này ấy thì em cần tìm bán kính. Tức là khoảng cách từ tâm y cho tới cái mặt phẳng này đúng không?
Vậy mình có thể tìm cái khoảng cách đấy thông qua cái việc là chỉ ra cái phương trình của cái mặt phẳng này. Phương trình của mặt phẳng OXY thì chúng ta đã được học rồi. Cái phương trình của OXY tức là nó thiếu Z, thì phương trình này chính là Z bằng 0. Và đến đây thì em có thể tính khoảng cách. Tuy nhiên ấy, trong bài toán này thì thầy khuyên mọi người là không nên làm việc đó, bởi vì việc đó mất thời gian. Em thử hình dung một chút nào. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng OXY lúc này nó sẽ bằng bao nhiêu? Đây có phải OXY không? Điểm M tọa độ bao nhiêu? 1, 1, âm 1, tức là điểm M ở vị trí nào? Có phải đây không? Có phải điểm M ở vị trí này không? Vậy khoảng cách từ M tới OXY dài bao nhiêu? Chính là dài 1. Và nó chính là gì? Trị tuyệt đối của thằng Z. OXY. Thế bây giờ thầy hỏi nhé, OXY đây. Ví dụ thầy có một cái điểm là 005, thì điểm đấy ở vị trí nào? Đây là OXY. Đâu là OZ? Đây sẽ là OZ đúng không? Vậy 005 chính là ở đây không? Vậy khoảng cách từ điểm này tới mặt phẳng là dài bao nhiêu? Dài 5. Tức là nó bằng đúng cái cao gì ạ? Cái cao độ. Tương tự như vậy thì nó bằng đúng cái cao độ. Và cái cao độ ở đây nó là âm 1. Nhưng nói về khoảng cách thì phải lấy giá trị dương, tức là 1, hiểu vấn đề không? Ngoài cái việc đó ra thì em có thể thiết lập công thức khoảng cách, nhưng mình suy luận nó sẽ nhanh hơn, hiểu vấn đề không? Đó, ở đây chúng ta có ngay khoảng cách từ tâm Y cho tới cái mặt phẳng OXZ, OXY, nó sẽ bằng 1 luôn. Và bản chất cái khoảng cách này nó cũng chính là bán gì nhỉ? Bán kính, vì nó rơi vào trạng thái tiếp xúc. Vậy đến đây em viết được ngay phương trình mặt cầu nhé. Có tâm rồi, em có tâm rồi, em có bán kính rồi, em chốt phương trình mặt cầu đó là x trừ 2 tất cả bình cộng y trừ 1 tất cả bình và cộng với z cộng 1 tất cả bình, thì kết quả của em nó chính là r bình phương, và r bình thì chính là 1. Đó. Dễ mà. Dễ không bảo nhỉ? Thầy sẽ yêu cầu một câu hỏi nữa. Viết phương trình mặt cầu có tâm là y và tâm y có là 1, 2, âm 1 và tiếp xúc với cả mặt phẳng P có phương trình là x trừ 2y trừ 2z và trừ đi 8 bằng 0. Đó. Vậy em viết được không? Em sẽ viết được ngay đúng không? Em sẽ viết được ngay. Có tâm, có mặt phẳng, rơi vào trạng thái tiếp xúc. Em chỉ cần tính cho thầy cái khoảng cách là xong. Khoảng cách từ tâm Y cho tới cả mặt phẳng P này, trị tuyệt đối này, AX0 này cộng BY0 này cộng CZ0 này chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Mình nhẩm giúp thầy đi, bao nhiêu? Mẫu bao nhiêu? A bình cộng B bình cộng C bình. Căn 9, và căn 9 là gì? Là 3. Kết quả đây là bao nhiêu các em? Kết quả bằng 3. 9/3. Hẳn là 9/3. Rồi, em có tâm rồi, em có bán kính rồi, em viết nhá. X trừ 1 tất cả bình, Y trừ 2 tất cả bình, Z cộng 1 tất cả bình bằng 9. Đấy là phương trình mặt cầu. Như vậy thì tiếp xúc thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Tất nhiên là mọi người có thể tự chủ động giải quyết được. Thầy sẽ hỏi một câu hỏi khác. Ví dụ số 3. Đó là cho
cho mặt phẳng P. Cho mặt phẳng P có phương trình là x trừ 2y cộng 2z trừ 2 bằng 0. Mặt cầu S có phương trình là x cộng 1 tất cả bình cộng y trừ 2 tất cả bình cộng z cộng 1 tất cả bình bằng 36. Và câu hỏi đặt ra là biết rằng là mặt phẳng P cắt mặt cầu S theo giao tuyến là một đường tròn C. Mặt phẳng P cắt mặt cầu S theo giao tuyến là một đường tròn C. Yêu cầu em hãy đi tính diện tích của cái đường tròn này, diện tích của hình tròn này. Mình có làm được không? Mình có làm được đúng không? Muốn tính diện tích thì em cần có trong tay bán kính. Và cái bán kính bé này sẽ được tính thông qua bán kính to và khoảng cách và tuân theo hệ thức Pythagore, đúng không? Rồi, ok, như vậy em tìm hai yếu tố đó. Yếu tố đầu tiên đó là bán kính lớn là bằng 6 và tâm y là trừ 1, 2, trừ 1. Em tính giúp thầy cái h chính là khoảng cách từ tâm y cho tới cái mặt phẳng P là bao nhiêu? Để em tính. Em tính h nào. Bao nhiêu bảo nhỉ? Trị tuyệt đối âm 1. Âm 2 nhân 2 là âm 4. 2 nhân âm 1 là âm 2 và trừ đi 2. Chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình, tức là chia cho 3. Ô, đẹp thật sự. Chỗ này nhẩm nhẩm thì nó là mấy nhỉ? Nó là 3. Đúng không? Vậy có bán kính lớn, có H, có tìm được R bé không? R bé bao nhiêu em? Đó là bằng căn của R lớn bình trừ đi H bình. Em thay số giúp thầy với. Ờ, 3 căn 3. 36 trừ đi 9 mà. Vậy từ bán kính bé thì cái việc tính ra diện tích của đường tròn mình đã biết ngay nhỉ? Diện tích của hình tròn, diện tích của hình tròn có phải là 4pi r bình không em? Diện tích của hình tròn. Đúng, chính xác luôn. Đấy. Diện tích của hình tròn là pi r bình đúng không? Còn diện tích của mặt cầu mới là 4pi r bình. Bảo Ngọc nhỉ? Như vậy là 3 căn 3 bình đây là 27. Kết quả là 27pi. Được không? Ok. Diện tích của hình tròn là pi r bình. Diện tích của mặt cầu là 4pi r bình. Rồi, và đây sẽ là ví dụ cơ bản cuối cùng. Sau đó thì thầy sẽ nói về một số bài toán min max khó hay. Ok, đây yêu cầu đó là viết phương trình mặt cầu có tâm là y và tâm y này là trừ 2, 3, 4. Biết rằng là mặt cầu S này này nó cắt mặt phẳng OXZ theo giao tuyến là một đường tròn. Theo giao tuyến là một đường tròn. Theo giao tuyến là một hình tròn. Bởi vì nói về diện tích mà thì chúng ta phải nói về hình tròn. Và hình tròn này có diện tích là bằng 16pi. Ok.
Mình có tâm chưa? Mình có tâm rồi. Mình có tâm rồi. Tâm đâu ấy nhỉ? Tâm có đi học ca này không? Không à? Mình có tâm rồi. Mình có diện tích, tức là mình có rờ bé. Rờ bé đây bằng mấy em? À, rờ bé bằng 4. Thì mình muốn viết mặt cầu thì mình cần rờ lớn. Vậy tính nốt cái gì là xong? À, tính nốt H là xong đúng không? Bản chất khoảng cách từ tâm Y cho tới cái mặt phẳng OXZ mà theo như cái phân tích đầu giờ của thầy ấy thì khoảng cách này bằng mấy luôn? Bằng 3, bằng trị tuyệt đối của tung độ. Đúng không? Trị tuyệt đối của tung độ bằng 3 luôn. Với cái R bé bằng 4, vậy từ hai cái đối tượng này suy ra R lớn bao nhiêu, nhẩm luôn nào? À, 9 cộng 16 25 nhỉ? Vậy 25 là bằng gì? 5. Vậy em biết được luôn không? Như vậy thì những cái bài toán này dễ quá rồi. Ai mà không biết được nữa. Nhanh thật sự đúng không? Rồi, như vậy thế thôi mọi người. Ok chưa? Ok nhỉ? Rồi, tí nữa thì mọi người sẽ làm bài tập rèn luyện cho cái phần cơ bản này xong. Bây giờ thầy sẽ có một cái bài toán muốn nói với các bạn. Ví dụ số 5. Cho mặt cầu S có phương trình là x trừ 1 tất cả bình cộng y cộng 2 tất cả bình cộng z trừ 3 tất cả bình bằng 27. Biết rằng là mặt phẳng P nó đi qua hai điểm là A và B. Mặt phẳng P đi qua hai điểm A là 0, 0, âm 4 và B là 200. Biết rằng là cái mặt cầu S và cái mặt phẳng P này nó cắt nhau theo giao tuyến là một cái đường tròn C. Và người ta nói là cái hình nón có đỉnh là đỉnh Y của mặt cầu và đáy là đường tròn C có thể tích lớn nhất. Và khi đó thì người ta yêu cầu em hãy đi tìm phương trình mặt phẳng. Hay nôm na đơn giản hơn đó là viết phương trình mặt phẳng. Phân tích lại bài toán này. Người ta cho em sẵn một cái mặt cầu. Và mặt cầu này đã có đầy đủ mọi yếu tố, bao gồm tâm và bán kính. Cụ thể thì cái tâm Y ở đây nó mang cái tọa độ là 1, âm 2, 3 và bán kính bằng 3 căn 3. Bây giờ người ta nói là em có một cái mặt phẳng nào đó và cái mặt phẳng của em chưa được xác định. Chỉ biết là đây là mặt phẳng thôi. Và bản thân cái mặt phẳng này thì nó cắt cái mặt cầu này theo giao tuyến là một đường tròn. Và người ta có nói rằng là cái hình nón có đỉnh là Y và đáy là cái đường tròn này đạt thể tích lớn nhất. Và khi đó thì cái phương trình mặt phẳng sẽ là gì? Biết rằng là mặt phẳng này nó còn đi qua hai điểm, đó là điểm A và điểm B nữa. Ok, rồi, và bây giờ mình sẽ tìm cách là mình tìm ra cái phương trình này thôi, đúng không? Được không em? Nhưng người ta lại cho chúng ta một cái khá là hay. Đó là cái mặt phẳng này của em nó có cái dạng như sau. Đó là AX cộng BY
trừ z và cộng với c bằng 0. Ok. Rồi. Nghe một chút tới minmax xíu xíu thì nó hơi mệt một tí đúng không? Nhưng bài toán này sẽ được giải quyết rất là ngắn thôi. Hôm trước ở trong cái học kỳ 1 ấy, em có học những cái bài toán liên quan đến nón trụ cầu rồi đúng không? Thì ở trong cái bài toán liên quan tới nón trụ cầu ấy, là chúng ta cũng đã học về những cái bài toán giá trị lớn nhất và giá trị bé nhất rồi. Những cái bài liên quan tới là nón ở trong cầu và trụ ở trong cầu học hết rồi đúng không? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải kết hợp cái kiến thức đó và cái kiến thức OXYZ này. Thế mà thầy sẽ làm cái gì? Trước tiên ấy, thầy sẽ giải quyết một cái vấn đề. Đó là cái mặt cầu này nó có cái tâm y và cái bán kính là 3 căn 3. Thì thầy sẽ đi tìm xem là cái thể tích của cái khối nón này lớn nhất là bao nhiêu và đạt được cái điều đó khi nào. Thì chúng ta có nhớ cái bài toán minmax của cái nón trụ cầu này không? Cái thể tích của cái khối nón này thì nó cần bao nhiêu đại lượng để hình thành ra cái thể tích của nó? Nó sẽ cần hai đại lượng, đó là chiều cao và bán kính. Và khi mà học về những bài toán này, thầy có dạy mọi người là gì nhỉ? Đặt ẩn đúng không? Đặt một đại lượng là x, sau đó đi tìm đại lượng còn lại theo x. Vậy ở đây em có thể đặt cái gì là x? Em đặt chiều cao là x được không? Vậy lúc đó thì cái bán kính này sẽ được tính theo x bằng cách nào? Pythagore thôi. Đúng không? À như vậy ở đây thì em có thể dễ thấy là nếu em đặt cái chiều cao là IH là bằng x thì em sẽ tính được ngay cái bán kính của em chính là bằng căn của bao nhiêu? Em nhẩm giúp thầy được không? 27 trừ x bình đúng không? 27 trừ x bình. Bây giờ chúng ta nói về cái V của cái nón này đi. 1 phần 3 pi nhân chiều cao nhân diện tích đáy. 1 phần 3 pi nhân chiều cao nhân diện tích đáy. Và diện tích đáy có phải chính là pi r bình không? Thì cái pi đấy thầy đã đưa ra bên ngoài rồi. Và bây giờ em chỉ cần nhân với r bình. Và cụ thể r bình chính là 27 trừ đi x bình. Em có thấy hợp lý không đã? Rồi, đến đây sao? Cái này nếu mà nhân ra thì bản chất nó là hàm số bậc mấy? Hàm số bậc 3. Em có tìm được giá trị lớn nhất không? Và giá trị lớn nhất này sẽ tìm thông qua cái việc đơn giản nhất, đó chính là thực hiện thao tác đạo gì thôi? Đạo hàm, đúng không? Cái này nếu em nhân ra ấy, thì nó sẽ là 1 phần 3 pi. Ở bên trong sẽ là trừ x mũ 3 cộng 27x. Từ đây chúng ta thấy V max khi và chỉ khi fx của chúng ta là bằng trừ x mũ 3 cộng 27x đạt max đúng không? Bây giờ thầy hỏi mọi người, khi nào thì cái hàm số này đạt giá trị lớn nhất? Muốn tìm được cái điều đó chỉ có cách là lập bảng biến thiên. Tuy nhiên có một cái kinh nghiệm, đó là cái giá trị lớn nhất đấy sẽ đạt tại đâu? Đạt tại chính nghiệm của đạo gì? Đạo hàm. Chỗ này ai mà không nhẩm được? Đạo hàm này và nghiệm của nó là bao nhiêu? Nếu không nhẩm được việc đó thì cái việc quan tâm đến cái bài toán này chúng ta có thể bỏ qua luôn. 3 đúng không? Đúng không? Trừ 3x bình cộng 27 và đạt tại 3. Tất nhiên là nó còn một nghiệm nữa, đó là âm 3. Nhưng mà cái x của em nó là độ dài nên là làm sao mà nó âm được đúng không? Rồi, vậy sau khi em có x bằng 3, tức là đề bài vừa cho em biết một cái giả thiết nữa, đó là gì? Em vừa tính được x bằng 3, tức là em vừa có thêm một giả thiết nữa, đó là gì? Khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng P bằng mấy? Bằng 3, em hiểu vấn đề không? Rồi, bây giờ quay trở lại đây nhá. Em nhìn mặt phẳng P giúp thầy này. Cái mặt phẳng P này của em ấy thực ra là đang chứa 3 ẩn.
đó là A, B, C. Và một bài toán thông thường khi mà em muốn giải được 3 ẩn thì đồng nghĩa là em phải có trong tay 3 phương trình. Như vậy cái mặt phẳng P này nó đi qua điểm A có phải là một phương trình không? Đi qua điểm B có phải phương trình thứ hai không? Và phương trình thứ ba chính là cái em vừa tìm ra ấy. Đó chính là khoảng cách bằng gì? Bằng 3. Hiểu vấn đề không? Vấn đề chúng ta giải nốt. Như vậy từ đây chúng ta có thể dễ dàng suy ra được đó là khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng P bằng 3. Rồi, và đến đây thì thầy sẽ giúp mọi người tìm nốt cái bài toán này nhá. Trước tiên ấy, cái mặt phẳng P của em nó đi qua điểm A. Từ đây suy ra gì nào? Cho thầy xin P đi qua A nào. P đi qua A. Thay số giúp thầy đi em. À, đó là 0 cộng 0 cộng 4 cộng C bằng 0. Vậy từ đây C bằng âm 4. Tiếp, P đi qua điểm B nào. Đi qua điểm B nào. Mấy A? 2A cộng 0 cộng 0 C bằng âm mấy rồi? Âm 4 rồi, vậy từ đây tìm được A chưa? A bằng mấy? A bằng 2. Như vậy với hai cái điều kiện này ấy, thì chúng ta lại tìm ra được cái mặt phẳng P một cách rõ ràng hơn. Như vậy mặt phẳng P lúc này nó sẽ là gì nhỉ? 2x cộng mấy y cộng bi trừ đi z và trừ đi 4 bằng 0. Em đồng ý điều này không? Và cuối cùng thì em thực hiện nốt một cái thao tác, đó là khoảng cách từ tâm Y tới cái mặt phẳng P nó phải bằng 3. Rồi, em chốt nốt cho thầy bài toán nào. Khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng P, em thay số đi, trị tuyệt đối đi. Tâm Y ở trên kia kìa. Mấy? 1 nhân 2 là 2 trừ 2B trừ đi 3 trừ đi 4 chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Căn mấy nhỉ? Căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Đây mấy đây? 4 cộng 1 là 5. Như vậy nó sẽ là 5 cộng B bình. Và cái này bằng 3. Em ok không? Như vậy đến đây thì thôi, xong rồi mọi người nhé. Cái vế bên kia của em thì em triệt tiêu ấy. Em rút gọn ấy, thì nó còn gì? Nó còn trừ 7 là trừ 5 trừ đi 2B. Còn vế bên này em nhân lên thì nó sẽ là 3 căn của 5 cộng B bình. Đến đây thì em muốn giải, em bình phương thì nó vừa mất trị đối mà nó cũng vừa mất căn. Như vậy đây của nó sẽ là 4B bình cộng với cả 5 x 2 là 10, tức là 20B cộng với cả 25 thì nó sẽ bằng 3 x 5 là 9 x 5 là 45 cộng 9B bình. Đến đây thì ai mà không rút gọn và giải được, cho thầy xin nốt B bằng mấy nào? B bằng 2, một nghiệm thôi à? Vậy chốt lại phương trình mặt phẳng P của em với B bằng 2, C bằng âm 4 và A bằng 2. Và phương trình của em chính là 2A cộng 2B nhầm 2X cộng 2Y trừ Z trừ 4 bằng 0. Đúng không? Vậy bản chất là từ một cái đề bài chúng ta sẽ đi phân tích từng cái đối tượng một, từng yếu tố một, để chúng ta sử dụng trôi chảy tất cả những cái giả thiết, đúng không? Hai giả thiết này sẽ giúp chúng ta tìm được A, tìm được C. Và cái giả thiết V mắc này sẽ giúp chúng ta tìm được nốt cái phương trình thứ ba. Thực ra cái chuyện mà đi tìm cái V này lớn nhất ấy, đây là cái bài toán cơ bản ở trong min mắc nón trụ cầu, đúng không? Chúng ta làm rất là nhiều, còn nếu chúng ta làm chưa tốt, chưa ổn thì có lẽ là chúng ta cần phải rèn luyện thêm. Câu 8 này là một trong những cái câu mà nó lại hình thành một cái kỹ năng giải mới em ạ. Ở đây ấy, em cần viết phương trình mặt phẳng thì em cần phải biết pháp tuyến và điểm, có đúng không? Nhưng cái câu 8 này nó sẽ cho em ra một cái cách viết khác. Tức là ngoài việc dùng điểm và pháp tuyến để viết mặt phẳng ra,
thì người ta còn có thể làm theo cách đó là dùng pháp tuyến và khoảng cách để viết. Thì câu 8 này chính là câu dùng khoảng cách. Thì bây giờ thầy sẽ đọc và làm câu 8 này. Cái mặt cầu S của em ấy thì nó sẽ có cái tâm, cái tâm Y của mình nó sẽ mang cái tọa độ đó là 1, âm 3 và 2. Và cái bán kính của cái mặt cầu này thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta tính được là nó bằng 4. Bây giờ người ta cho em thêm là cái mặt phẳng alpha có cái phương trình là x cộng 4y cộng z và trừ 11 bằng 0. Và người ta cho em cái vector v có cái tọa độ là 162. Rồi. Bây giờ người ta yêu cầu là em hãy viết phương trình mặt phẳng P. Và mặt phẳng P này nó có tính chất này. Đầu tiên là nó vuông góc với mặt phẳng alpha. Thứ hai là mặt phẳng P nó song song với giá của vector V. Và thứ ba đó là mặt phẳng P này nó sẽ tiếp xúc với mặt cầu S. Ok, bây giờ thầy sẽ phân tích từng cái giả thiết một để chúng ta đi viết nhé. Mặt phẳng P trong trường hợp này sẽ tìm được vector pháp tuyến. Bởi vì nó vuông góc với alpha thì n alpha sẽ chính là chỉ phương. Nó song song với giá của vector V, tức là vector V cũng sẽ thành chỉ phương. Vậy vector pháp tuyến của mặt phẳng P nó chính là tích có hướng của hai anh này, được chưa? Đấy là cái đầu tiên nhá. Như vậy chúng ta có n alpha ở đây. Đó chính là 1 4 1. Chúng ta có vector V ở đây. Đó chính là 162. Vậy với hai cái điều này ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta tìm được NP. Và NP sẽ là tích có hướng của hai anh này. Từ đây em có thể tính tích có hướng. 2 trừ 1 2. Vậy thầy có cái mặt phẳng P với cái vector pháp tuyến đó là 2 trừ 1 2. Nhưng mà thầy lại không có điểm. Từ đây dẫn tới việc là viết phương trình mặt phẳng hiện tại là chưa viết được. Tuy nhiên nếu mà thầy không viết được mặt phẳng ấy thì thầy cũng có thể dễ dàng suy ra được cái trạng thái của cái mặt phẳng. Thì mặt phẳng nó sẽ có cái trạng thái đó là 2x trừ y cộng 2z. Và không có điểm thì nó bị khuyết cái gì? Nó bị khuyết cái hệ số tự do, tức là khuyết cái D. Như vậy lúc này bài toán của em chỉ còn một ẩn thôi, đó là ẩn D. Thế thì với cái ẩn D này thì em sẽ dùng nốt cái giả thiết cuối cùng. Cái giả thiết này là em dùng rồi, bây giờ em sẽ dùng nốt cái giả thiết cuối cùng này. Khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng P bằng bán gì? Bằng bán kính, thì em sẽ tìm được D, được chưa? Như vậy từ đây chúng ta sẽ có là mặt phẳng P này nó sẽ tiếp xúc với mặt cầu S, tức là khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng P nó sẽ bằng đúng bán kính R. Đó. Như vậy từ đây em thay tâm Y vào mặt phẳng P là xong. 2 cộng 3 cộng 4 cộng D chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình thì nó sẽ bằng 4. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có là 9 cộng với D thì nó sẽ bằng 12. Vậy hay tức là chúng ta sẽ có hai trường hợp D bằng 3 hoặc D bằng trừ 21. Như vậy em sẽ có hai mặt phẳng. Đó. Thì một cái bài toán như thế này mọi người cũng sẽ phải dần dần thành thục về cái việc viết, bởi vì đây được gọi là một bài toán cơ bản. Mức độ bài toán này khoảng điểm 7 em viết nhá. Thầy sẽ chữa hai câu nhá, 19 và 20. Rồi. Các em để ý này. Câu 19 này. Câu 19 người ta cho em điểm A có tọa độ là 100. Người ta cho em điểm B có tọa độ là 002. Người ta cho em mặt cầu S nó có tâm. Có tâm Y đó là 1, 1, 0 và bán kính là bằng 1. Bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu mặt phẳng chứa hai điểm A và B.
và tiếp xúc với mặt cầu S. Đó, ok. Thầy sẽ xử lý câu này trước này. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa A và B tiếp xúc với mặt cầu S? Mặt phẳng của em lúc này em có trong tay gì chưa? Pháp tuyến chưa có. Điểm đi qua thì em có hai điểm A và B. Nhưng mà cái vector AB lúc này nó sẽ chính là một vector chỉ phương. Tuy nhiên một vector chỉ phương thì chẳng để làm gì, đúng không? Đấy. Thế thì em hiểu là cái mặt phẳng của em lúc này ấy là nó không có pháp tuyến, thì trong bài toán này chúng ta phải đi gọi pháp tuyến ra. Và pháp tuyến sẽ mang ba ẩn, đó là A, B, C. Và từ cái ba cái ẩn đó chúng ta sẽ đi tìm ra được cái mối liên hệ giữa chúng. Nhưng mà có một cái đặc điểm rất là hay khi người ta đi gọi pháp tuyến. Đó là đặc điểm như này này. Nếu em gọi một cái vector pháp tuyến là ABC ấy, thì trong tất cả những bài toán gọi vector pháp tuyến, gần như nó sẽ là những cái bài toán mà em không thể giải được ABC ra. Tuy nhiên em sẽ đi tìm được mối liên hệ giữa ABC. Ví dụ nếu mà thầy tìm được B bằng 2A, C bằng 3A, thì có phải lúc này pháp tuyến của em nó sẽ ở dạng là A, 2A và 3A không? Từ đây mình có thể được quyền làm gì? Chọn pháp tuyến. Chọn 1, 2, 3. Như vậy bản chất của tất cả những cái bài mà em sẽ phải đi gọi vector pháp tuyến thì đề bài sẽ không cho em đủ dự kiện để đi giải được tất cả những cái ẩn này ra, nhưng sẽ giúp em tìm được mối liên hệ giữa các ẩn. Hiểu vấn đề không? Ok, vậy bây giờ thầy sẽ xử lý này. Cái mặt phẳng P của mình thì chưa có pháp tuyến, vậy bây giờ thầy xin gọi cái phương gọi vector pháp tuyến ở trạng thái đó là ABC. Vậy khi mà thầy gọi pháp tuyến là ABC ấy, thì đồng nghĩa với cái việc là thầy có viết được phương trình mặt phẳng không? Có. Và nó đi qua điểm gì? Đi qua điểm A. Vậy phương trình mặt phẳng P sẽ có dạng đó là A nhân x trừ 1 cộng B nhân y trừ 0 cộng C nhân Z trừ 0 và bằng gì? Bằng 0, đúng không? Rồi, như vậy đến đây em rút gọn một chút thì nó sẽ là AX cộng BY cộng CZ và trừ đi A bằng 0. Đến đây ấy, chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng các cái giả thiết làm sao để mình tìm được cái mối liên hệ giữa các cái đại lượng này với nhau. Thì bây giờ mình còn hai đại lượng, đó là đại lượng B và đại lượng C. Thế bây giờ làm sao để tìm được mối liên hệ? Thì mình dùng từng cái giả thiết một. Cái giả thiết điểm A em dùng chưa? Điểm A em dùng rồi. Dùng ở đâu? Dùng ở cái đoạn em viết phương trình mặt phẳng này này, đúng không? Điểm A em dùng rồi. Bây giờ em dùng cho thầy điểm B đi. Nào, mặt phẳng P này đi qua điểm B nào. Nào, mặt phẳng đi qua điểm B. Tức là gì em nhỉ? À, tức là 0 cộng 0 cộng mấy C? Cộng 2C trừ đi A sẽ bằng 0. Em đồng ý điều này không? À, như vậy tìm được gì tiếp nhỉ? Tìm được C. Vậy C bằng gì? C bằng A chia mấy? A chia 2. Như vậy tất cả mọi người hãy để ý, lúc này cái mặt phẳng P của em nó sẽ rơi vào cái trạng thái đó là AX cộng BY cộng A trên 2Z và trừ đi A bằng 0. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Như vậy em lại tiếp tục biểu diễn được một ẩn theo cái ẩn còn lại. Vậy giả thiết này em dùng xong rồi. Vậy thì bây giờ em còn một ẩn nữa, đó là ẩn B thôi. Vậy còn ẩn B thì em dùng nốt cái giả thiết còn lại đâu? Đâu là giả thiết còn lại? Đó là khoảng cách bằng bán kính, đúng không? Rồi em thay nào. Chỗ này thầy nghĩ là mọi người nên làm cái việc này trước để tính tí nữa nó đỡ ngại. Làm gì nhỉ? Ừ, nhân 2 đi em, đúng không? Mọi người nên nhân 2 trước, tí nữa tính đỡ ngại. Rồi, đến đây thì em dùng nốt cái giả thiết cuối cùng này. Đó là giả thiết về cái chuyện là tiếp xúc này.
khoảng cách từ tâm Y cho tới cái mặt phẳng P này nó sẽ bằng đúng bán kính. Như vậy từ đây chúng ta sẽ có là, em thay giúp thầy khoảng cách vào nào, tâm Y nào, 2A cộng 2B, 2A cộng 2B trừ đi 2A chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình và bằng 1. Từ đây các em rút gọn thì các em sẽ còn là 2B. Bên kia em sẽ còn căn của 5A bình cộng 4B bình. Như vậy từ đây em bình phương hai vế thì em được là 4B bình sẽ bằng là 5A bình cộng 4B bình. Vậy triệt tiêu mọi thứ đi thì cuối cùng A bằng mấy các em? A bằng 0. Em thấy không? A bằng 0. Vậy A bằng 0 tức là cuối cùng mình có tìm được B không nhỉ? Không tìm được B bởi vì B bị sao rồi? B bị biến mất rồi. Nhưng Vinh ạ, A bằng 0 này, A bằng 0, em nhìn đi, A bằng 0. Vậy lúc này pháp tuyến sẽ là 0B 0. Vậy pháp tuyến là 0B 0. Em được quyền chọn một cái pháp tuyến 0B 0 thì chọn gì? 0, 1, 0, được không? Chia tất cả cho gì? Cho B, đúng không? Ok, như vậy với A bằng 0, từ đây chúng ta có được vector pháp tuyến, đó chính là 0B 0. Và em sẽ đi chọn vector pháp tuyến, đó chính là 0, 1, 0. Vậy từ đây xong rồi mọi người nhá. 0, 1, 0, 0. Vậy phương trình mặt phẳng sẽ là gì nào? À, đó chính là Y bằng 0. Vậy tất tần tật mọi thứ chúng ta có duy nhất một mặt phẳng thỏa mãn. Thì đó chính là câu hỏi số 19. Thầy nói về câu 20 nhé. Câu 20 nhé. Ừ. Nào, câu 20 này chúng ta sẽ làm rất nhanh. Rất nhanh. Câu 20 này, đó là người ta cho một cái mặt phẳng P có phương trình là X cộng Y cộng Z bằng 0. Và người ta cho chúng ta điểm A có tọa độ là 1, 2, 0. Người ta cho điểm B có tọa độ là 2, 3, 1. Và người ta nói rằng là mặt cầu S, mặt cầu S đi qua hai điểm A và B. Mặt cầu S đi qua hai điểm A và B. Mặt cầu S tiếp xúc với cả mặt phẳng P tại điểm C. Và biết rằng là điểm C thuộc một đường tròn cố định. Yêu cầu là tìm bán kính của đường tròn đó. Điểm C, điểm C thuộc một cái đường tròn C cố định. Và em hãy đi tìm bán kính. Rồi, ok. Nào, nói chung nhá, bài toán này ấy là phải có một cái sự nhận biết. Còn nếu không thì sẽ rất khó để làm. Nhận biết ở đây là như này này. Cái điểm C này này, nó thuộc cái đường tròn nào? Thì bây giờ chúng ta phải xem cái sự đặc biệt của những cái đối tượng này. Cái điểm A và điểm B nó nằm trên mặt cầu đúng không? Vậy nó có nằm trên mặt phẳng không? Thay vào thì thấy là nó không nằm trên mặt phẳng. Nhưng nếu mà đặc biệt hơn nhìn một chút, nhẩm một chút, thấy vector AB như nào? Vector AB, vector AB có tọa độ là 1, 1, 1. Vậy vector AB này nó lại chính là gì? Chính là pháp tuyến của mặt phẳng P, đúng không? Chính là pháp tuyến của mặt phẳng P. Vậy nó là pháp tuyến của mặt phẳng P thì nó sẽ có tính chất đó là vuông góc với mặt phẳng P. Vậy đây, thầy có một cái hình vẽ như này. Thầy có một cái hình vẽ như này. Và bây giờ thầy sẽ có một cái mặt cầu. Tất nhiên mặt cầu nó sẽ không được trọn vẹn cho lắm, nhưng mà thầy cứ vẽ mặt cầu ra. Thế nhưng mà mặt cầu này nó lại chứa hai điểm A và B đúng không?
Tuy nhiên thì A và B lại có tính chất là gì so với mặt phẳng P? Vuông góc. Vậy thầy xin lấy vị trí điểm A ở đây. Thầy xin lấy vị trí điểm B ở đây. Và em muốn đây nó là một cái đường tròn đúng không? Đó. Thì A và B lúc này của em nó rơi vào trạng thái đó là vuông góc với mặt phẳng P. Tất nhiên nó sẽ là nét đứt. Thế bây giờ cho thầy hỏi mọi người một chút này. A, B và mặt phẳng P có phải là những cái đại lượng cố định không? Vậy nếu mà nó là đại lượng cố định thì bây giờ thầy kéo dài xuống đây. Thầy kéo vuông góc xuống đây. Thì nó sẽ cắt cái mặt phẳng P tại vị trí điểm H. Thì điểm H này có cố định không? Có cố định đúng không? Nhưng cái mặt cầu S này cố định hay thay đổi? Mặt cầu S này thay đổi. Nó thay đổi nhưng nó sẽ luôn luôn chứa thằng nào? Luôn luôn chứa thằng AB. Vậy mặt cầu S thay đổi nhưng luôn chứa AB, tức là nó sẽ như thế nào với AB? Nó sẽ quay quanh AB đúng không? Và nó sẽ tiếp xúc với cái mặt phẳng này tại vị trí điểm C, gọi là điểm tiếp xúc ở đây. Thì bây giờ thầy cho mọi người tưởng tượng cái hình này. Đây, đây là mặt cầu. Bây giờ cái AB ấy, nó sẽ là hai điểm nằm trên cái mặt cầu này, nhưng nó sẽ có tính chất là vuông góc. Vậy bây giờ thầy lấy cái viên phấn này, thầy đâm xuyên qua cái mặt cầu này, đúng không? Thầy đâm xuyên qua thì có phải thầy sẽ được AB không? Vậy lúc này thì cái mặt cầu của em nó cứ xoay quanh A gì nhỉ? Nó cứ xoay quanh AB. Vậy nó xoay quanh AB thì mọi người sẽ thấy là khi mà nó quay như vậy ấy, thì cái vị trí điểm tiếp xúc của mình nó cũng sẽ làm sao? Nó cũng sẽ quay. Vậy vị trí điểm tiếp xúc nó sẽ quay quanh đâu? Nó sẽ quay quanh H. Bởi vì H cố gì? H cố định. Vậy nó quay quanh H tức là nó sẽ tạo ra một đường tròn. Và đường tròn đấy có tâm H. Và bán kính là gì? HC, chính xác. Điểm C nó sẽ thuộc đường tròn có tâm là H. Và bán kính R chính là bằng đoạn HC. Và đây chính là cái người ta hỏi, đúng không? Rồi, thế bây giờ nhá, cái đoạn tính HC này ấy, nói chung là tất cả bài toán này ấy, thì đây sẽ là cái đoạn mấu chốt của nó. Và đoạn này gần như là hầu như mọi người không làm được. Bởi vì đây nó dùng kiến thức lớp 9. Đây. Đúng. Đấy, nó biết này. Nó biết. Nó biết HC bình bằng HA nhân HB. Nó biết. Không phải là tưởng là không có ai biết, nhưng mà nó biết này. Đây. Kiến thức lớp 9 này. Ví dụ thầy có điểm H đây. Đây là HC. HC. Thì có phải điểm C ở vị trí này người ta nói là tiếp tuyến không? Thế còn đây là A, đây là B và đây là A. Thì đây là cát gì? Cát tuyến. Và ngày xưa lớp 9 mình học đó là mình chứng minh được hai tam giác này làm sao với nhau đây? Đồng dạng với nhau. Thì nó sẽ ra cái tỷ lệ. Đó là HC bình sẽ bằng HB nhân HA. Đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ em muốn tính được HC, em chỉ cần tính HA, HB. Nhưng HA, HB nó lại chính là gì nhỉ? Nó chính là khoảng cách từ A đến P và khoảng cách từ B đến B. Có tính được hai cái này không? Có đúng không? Nào thay số luôn này, nhẩm luôn này. Khoảng cách nào? Mấy đây? 1 cộng 2 là 3, 3 chia căn 3. Tiếp tục này. 2 cộng 3 cộng 1 là gì? 6 trên căn 3. Và tất cả cái này bằng 6. Vậy từ đây suy ra HC của em nó bằng căn 6. Kết thúc bài toán rồi. Đấy. Với một chút tưởng tượng đúng không? Với một chút tưởng tượng. Và cộng thêm cái kiến thức cũ. Đấy. Thế là mọi người xong rồi. Kết thúc bài toán. Câu 23 này. Em đọc đề nhá. Mặt cầu S có tâm là Y. Tâm Y thì có cái phương có cái tọa độ là -1, 2, 1. Và mặt cầu S này nó lại đi qua điểm A
có tọa độ là 1, 0, âm 1. Người ta nói rằng là điểm B, điểm C, điểm D lần lượt thuộc mặt cầu F. Sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc. Yêu cầu tìm V của ABCD lớn nhất. Rồi, phân tích một chút. Mọi thứ nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Mặt cầu S có tâm Y đi qua A. Vậy tức là IA chính là gì? Tâm Y, IA chính là bán kính đúng không? Cho thầy xin cái thằng IA là bán kính nhẩm một chút nào. Bao nhiêu nào? 2, âm 2. Âm 2 tức là căn của 4, 4, 4. Căn là căn 12 và căn 12 là 2 căn 3. IA chính là bán kính. Rồi, tiếp tục này. Mặt cầu S đi qua điểm A. Nhưng mà người ta lại xét B, C, D thuộc mặt cầu. Vậy từ đây dẫn tới là cái mặt cầu này được gọi là mặt cầu gì? Ngoại tiếp tứ diện ABCD. Vậy mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD mà lại đôi một vuông góc thì chúng ta có hình vẽ không? Đây có phải hình vẽ không? Đây chính là A, B, C, D đôi một vuông góc. Bây giờ chiếu theo cái kiến thức mà học kỳ 1 ấy, chúng ta có xác định được tâm của cái mặt cầu này không? Cái cách dựng tâm là gì nhỉ? Nhớ không? Đầu tiên sẽ lấy tâm đáy dựng lên. Nhưng tâm đáy ABC lại làm sao? Lại vuông. Vậy tâm chính là trung điểm của cạnh huyền. Sau đó chúng ta dựng nó lên. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái mặt phẳng trung trực của AD và chúng ta sẽ dựng nó song song với thằng AM này, thì nó sẽ cắt cái trục kia tại vị trí điểm Y, thì đây chính là tâm Y. Trong đó IA chính là bán gì? Bán kính. Chuẩn đét như này không? Ok. Vậy cái tứ diện này thì thể tích của nó có phải chính là 1/6 AB, AC và AD không? Vậy để dễ tính toán, thầy tạm gọi cạnh này là A, cạnh này là B, cạnh này là C nhé. Bây giờ mọi người cho thầy xin một cái mối liên hệ giữa ABC với nhau. Mọi người có biết cái mối liên hệ đấy đó là mối liên hệ gì không? Đó là mối liên hệ liên quan tới cái bán kính này đây. Cái công thức tính nhanh bán kính của trường hợp này là gì nhỉ? Nhớ không? Bán kính căn, đây là dạng mấy? Đây là dạng 1 trong bài mặt cầu ngoại tiếp, có nhớ không? Bán kính bằng gì? R0 bình. R0 bình cộng H bình trên 4. Mà H bình lại chính là AD đúng không? AD bình trên 4. Nào, bây giờ cho thầy hỏi này. Cho thầy hỏi này. R0 bình, đâu là R0? Tam giác vuông. R0 chính là AM. Hay tức là một nửa của B gì? BC. À, R0 chính là bằng một nửa của BC. Chuẩn chưa em? Thế nhưng mà em ơi, BC bình lại chính là gì nhỉ? BC bình. À, BC bình lại chính là A bình cộng B bình. Đúng không? Chia 4. Thế còn AD bình thì lại chính là C gì? C bình và chia 4. Như vậy từ đây thầy tìm được A bình cộng B bình cộng C bình bằng bao nhiêu? Cái kia là mấy? 2 căn 3 mà bình lên là 12, 12 nhân 4 là 40 gì? 48. Đây có phải là mối liên hệ giữa ABC không? Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại này. Cái thể tích của cái khối tứ diện này này, nó lại chính là 1/6 ABC. Vậy
em muốn tìm ra cái thể tích này lớn nhất thì em sẽ phải đi tìm giá trị lớn nhất của A nhân B nhân C. Thế em có tổng này mà em lại tìm giá trị lớn nhất của tích này thì cosi là xong đúng không? À em có này, A bình cộng B bình cộng C bình lớn hơn hoặc bằng 3 lần căn bậc 3 của A bình B bình C bình. Như vậy từ đây tương đương đây chính là 48 lớn bằng 3 lần căn bậc 3 của A bình B bình C bình. Đến đây mọi người mũ mấy? Mũ 3 lên. 48 mũ 3 chia 27. 48 mũ 3 chia 27 chia giúp thầy nào. 4096 A bình B bình C bình. Vậy từ đây dẫn tới A B C sẽ bé hơn hoặc bằng. Em ơi, căn của 4096 nào? 64. Vậy A B C lớn nhất là 64 thì thể tích lớn nhất sẽ là 64 phần gì? Phần 6. Vậy V max bằng 64 phần 6 tức là 32/3. Và ăn điểm. Đấy, đơn giản không? Đơn giản đúng không? Có gì khó đâu. Được chưa? Rồi, thế thôi. Tiếp tục. Cho hai điểm A và B. Điểm A sẽ có tọa độ là 2, 1, 3. Điểm B sẽ có tọa độ là 6, 5, 5. Và người ta nói rằng là khối nón có đỉnh là A. Khối nón có đỉnh là A. Và đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB. Biết rằng là gì? Biết rằng là khi mà V của nón đạt giá trị lớn nhất thì cái đường tròn nó sẽ thuộc trên cái mặt phẳng. Đó là 2x cộng BI cộng CZ cộng D bằng 0. Và yêu cầu là em hãy đi tìm B cộng C cộng D. Rồi, vậy thầy sẽ xử lý bài toán này. Khối nón có đỉnh là A và đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB. Vậy em thấy là đây có phải là mặt cầu đường kính AB đây không? Vậy với mặt cầu đường kính AB này em sẽ tìm được gì? Tâm không? Tâm là trung, trung điểm. Em có tìm được bán kính không? Là AB chia 2 đúng không? Vậy đầu tiên em phải tính giúp thầy vector AB trước. Vector AB là bao nhiêu? Vector AB là 4. 4 2. Vậy từ đây suy ra AB bằng bao nhiêu? AB bằng 6, tức là bán kính bằng 3. Thứ hai là tâm Y là trung điểm của AB, tức là cộng và chia đôi. Đó là 4 3 và 4. Rồi, ok, xong nhá. Nào, bây giờ mình sẽ nói về bài toán này. Đây sẽ là cái đoạn quan trọng nhất. Cái mặt, cái hình nón có cái đường tròn là nằm trên cái mặt cầu này. Vậy đây chính là cái đường tròn đáy của hình nón. Và đây chính là hình nón của em. Và người ta nói rằng là khi mà cái nón này rơi vào cái trạng thái là lớn nhất, có thể tích lớn nhất, thì cái đường tròn này nó nằm trên cái mặt phẳng P. Và người ta yêu cầu em là em hãy đi tìm cái phương trình của cái mặt phẳng P này. Được không? Ok. Vậy tất tần tật mọi thứ thầy sẽ xử lý hết cho mọi người này. Cái vị trí điểm này thầy tạm gọi là điểm H nhé. Đây chính là bán kính của nón nhé. Đây có phải là bán kính của mặt cầu không? Đây có phải bán kính mặt cầu không? Và nó cùng là mấy? Cùng là 3. Ok mọi người. Rồi. Này, cái hình nón
nó có đỉnh là A và đây là đáy nằm trên mặt phẳng. Vậy lúc này khi mà em nhìn vào cái hình vẽ này ấy, thì em sẽ thấy là cái mặt phẳng P này nó có lấy được vector phát tuyến không? Chính là vector gì luôn? Chính là vector AB. Nhưng vector AB đang rơi vào trạng thái là gì? 4, 4, 2. Nhưng mà nhìn sang bên kia ấy, người ta cho định dạng mặt phẳng là gì? 2, B, C. Vậy từ đây có tìm được B và C luôn không? Là mấy? Đó là 2 và gì? 2 và 1. Hiểu vấn đề chưa? À, như vậy từ đây ta có là gì? Chúng ta sẽ chọn luôn một cái vector phát tuyến. Đó chính là 2, 2, 1. Vậy lúc này thì thầy sẽ tìm ra được cái phương trình mặt phẳng P. Đó chính là 2x cộng với 2y cộng với z và cộng với d bằng 0. Mọi người đồng ý điều này không? Như vậy lúc này bài toán của em nó chỉ còn khuyết mỗi một cái ẩn, đó là ẩn gì thôi? Ẩn d thôi. Thế làm nào để tìm được cái ẩn d này? Thì lúc này người ta sẽ dựa vào khoảng cách. Hoặc là gì? Hoặc là em có thể nghĩ tới cái chuyện là em tìm tọa độ điểm H, sau đó em thay vào mặt phẳng. Thì có phải là lúc này em sẽ viết được phương trình mặt phẳng không? Còn nếu mà em không dùng cái điểm H em thay vào mặt phẳng ấy, thì em có thể nghĩ tới việc là em tìm khoảng cách, khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng. Sau đó em có thể giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ nhá, có lẽ rằng là trong bài toán này chúng ta nên dùng khoảng cách. Khoảng cách có phải là đoạn này không? Nhưng mà chúng ta còn một cái chưa giải quyết. Đó là thể tích của cái nón này lớn gì? Lớn nhất thì nó có hai đại lượng. Đó là đại lượng chiều cao và đại lượng bán gì? Bán kính. Thì cái bài này chúng ta đã học ở trong học kỳ 1. Em gọi một cái là ẩn, em tính cái còn lại theo ẩn, sau đó em thiết lập ra thể tích lớn nhất, được không? Vậy thì bây giờ em sẽ gọi cái gì là ẩn? Em gọi đoạn nào là ẩn thì nó sẽ hợp lý. Thực ra bài này thầy đã từng làm trong học kỳ 1 cho các bạn rồi ấy. Đó là chúng ta nên gọi đoạn này là ẩn. Nếu mà chúng ta gọi IH là ẩn, chúng ta sẽ tìm được bán kính là bằng gì? Căn của gì các em? À, căn của 9 trừ x bình. Được chưa? Vậy lúc này thầy sẽ có V nón. V nón là 1/3 chiều cao. Thực ra nó có hai cái trạng thái của nón. Đó là trạng thái gì? Cái trạng thái là cái mặt phẳng này này, nó ở bên trên. Nhưng cái này nó ở trên so với cái này nó ở dưới, thì theo em cái nào chắc chắn là sẽ lớn hơn? Chắc chắn là ở dưới sẽ lớn hơn, đúng không? Đấy, nên là thầy sẽ lựa chọn cái ở dưới này luôn. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có V nón là gì? 1/3 chiều cao. Chiều cao là thằng nào? Đó là 3 cộng gì? 3 cộng x nhân với bán kính bình phương. Và bán kính bình phương chính là bằng 9 trừ x bình. Như vậy đến đây thầy đưa ra bên ngoài và bên trong thầy nhân vào với nhau. Nó là trừ x mũ 3 trừ 3 x bình cộng 9 x và cộng với 27. Vậy khi nào thì thể tích này lớn nhất? Thể tích này sẽ lớn nhất khi mà biểu thức bên trong này lớn gì? Lớn nhất. Và nói chung là biểu thức bên trong này sẽ lớn nhất tại chính vị trí nào? Nghiệm của đạo hàm, đúng không? Em nhầm đạo hàm nào? Xem nghiệm là mấy? Và chắc chắn là cái x này của em nó phải lớn hơn 0 và bé hơn 3, đúng không? Mấy? 1 và âm 3. Vậy chắc chắn lấy x bằng gì? X bằng 1. Thế x bằng 1 thì sao? X bằng 1 tức là khoảng cách từ tâm Y cho tới cái mặt phẳng này bằng 1, đúng không? À, như vậy từ đây chúng ta có khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng P nó sẽ bằng 1. Em ơi, em thay giúp thầy nào, khoảng cách từ tâm Y nào. Em thay vào đây nào. 8 cộng 6 cộng 4 cộng D chia căn của A bình cộng B bình cộng C bình thì nó bằng 1. Như vậy từ đây em sẽ có là 18 cộng D thì sẽ bằng 3. Vậy từ đây em sẽ có D hoặc là bằng âm 15 hoặc D bằng âm 21.
Vậy lúc này thì em sẽ có hai phương trình mặt phẳng tương ứng với hai trường hợp. Đó là 2x cộng 2y cộng z trừ 15 bằng 0. Hoặc là 2x cộng 2y cộng z trừ 21 bằng 0. Vậy em biết tại sao lại có hai mặt phẳng như vậy không? Bởi vì ở đây em chỉ có duy nhất một cái yếu tố, đó là khoảng cách từ tâm y tới mặt phẳng bằng 1. Nên nó có thể xảy ra là mặt phẳng ở dưới này, hoặc nó có thể xảy ra là mặt phẳng ở trên này. Vậy cách nào để chúng ta loại một trong hai mặt phẳng này? Em có hai mặt, một mặt ở dưới, một mặt ở trên. Vậy làm sao để loại bây giờ? Rất đơn giản thôi. Đó là khoảng cách từ A cho tới mặt phẳng đấy phải bằng mấy? Phải bằng 4. Đúng không? 3 cộng 1 bằng 4. Vậy bây giờ em tính khoảng cách từ A cho tới một trong hai mặt này, thì một mặt sẽ là 2, còn một mặt sẽ là 4. Mặt là 2 sẽ là mặt ở trên này, và em sẽ lấy cái mặt là 4. Em hiểu vấn đề không? Nào bây giờ thầy gọi đây là P1 nhá, và thầy gọi đây là P2. Bây giờ thầy tính khoảng cách từ điểm A cho tới P2. Thầy tính khoảng cách từ điểm A cho tới P2. A là gì? 213. Chia căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Uầy, bằng 4 thật. Đúng không? Chắc chắn rồi. Vậy từ đây suy ra mặt phẳng P của mình nó sẽ chính là mặt P2. Và đây chính là kết quả luôn. Đó. Ok các em nhé. Em tập trung thầy xử lý câu 27 cho đơn giản này, học phát hiểu luôn này. Cho điểm A có tọa độ là 3, âm 2 và 6. Điểm B có tọa độ là 0, 1, 0. Mặt cầu S nó có tâm y. Mặt cầu S có tâm y là 1, 2, 3 và bán kính bằng 5. Người ta nói rằng là cái mặt phẳng P này này, nó có cái dạng đó là AX cộng BY cộng CZ và trừ đi 2 bằng 0. Đi qua hai điểm A và B, và nó sẽ cắt mặt cầu S theo cái đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Ok, rồi. Thầy hỗ trợ mọi người xử lý nhanh gọn lẹ bài toán này nhá. Bài toán này mình sẽ chạy mốt 8 đấy em. Tức là cái hình giải tích này này lại đưa về hàm số để làm, và sau này mọi người sẽ gặp rất là nhiều. Thì bây giờ em xem này. Riêng cái mặt phẳng P này của em là nó có 3 ẩn là ABC đúng không? Nhưng mặt phẳng P này nó lại cho em cái giả thiết, đó là đi qua hai điểm A và B. Vậy tức là nếu mà bây giờ mình thay điểm A và điểm B vào đây ấy, thì có phải mình sẽ thu được hai phương trình không? 3 ẩn nhưng mà chỉ có hai phương trình thì sao? Thì người ta sẽ rút được hai ẩn theo ẩn còn lại. Tức là sau cùng cái mặt phẳng P này của em nó chỉ còn duy nhất một ẩn thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ nói khi nào thì cái đường tròn này có bán kính nhỏ nhất. Đây chính là đường tròn. Đây là bán kính của mặt cầu là bằng 5. Và cái bán kính của cái đường tròn này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thằng khoảng cách. Vậy thì có phải là cái bán kính này nó sẽ nhỏ nhất khi mà cái khoảng cách lớn gì? Lớn nhất. Vậy lúc này ấy, cái mặt phẳng P của em sau khi em sử dụng hai cái điểm này em thay vào đây, thì mặt phẳng P của em nó chỉ còn duy nhất một ẩn thôi. Và sau khi nó còn một ẩn, em tính nốt khoảng cách từ tâm y vào đây, và em đi tìm giá trị lớn nhất. Thì cái giá trị lớn nhất đấy nó là giá trị lớn nhất của một cái hàm số nó chỉ có duy nhất một biến. Thì em có thể dùng đạo hàm để em lập bảng biến thiên. Còn nhanh hơn thì em chạy mốt gì? Mốt 8, em hiểu vấn đề chưa ạ?
Vậy chúng ta sẽ xử lý nó luôn này. Ở đây ấy, thầy sẽ cho cái mặt phẳng P này đi qua điểm B trước, rồi sau đó là điểm A, được không? Nào, mặt phẳng P đi qua điểm B nào. Suy ra gì nào? Đi qua B. Thay đi em, thay đi em, thay B vào đi. 0 cộng B cộng 0 trừ 2 bằng 0. Ui, B bằng 2. Tiếp tục mặt phẳng P lại đi qua điểm A nào. Đi qua A nào. 3 trừ 4 cộng 6C trừ 2 bằng 0. Đúng không? Vậy từ đây thầy tìm được gì? À, thầy tìm được A theo C rất đẹp. A bằng nhẩm đi em, chia mấy? Chia 3. Vậy A sẽ bằng 2 trừ 2C. Vậy sau khi mà thầy có B rồi, thầy tìm được A theo C rồi, lúc này thì thầy sẽ xin phép chốt cái mặt phẳng P sẽ có cái dạng đó là 2 trừ 2C nhân X cộng 2Y cộng CZ và trừ đi 2 bằng 0. Đúng không? Nhưng mà mặt khác thì ta lại có bán kính của em sẽ bằng căn của 25 trừ đi khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng P bình phương. Vậy từ đây chúng ta có R của chúng ta nó sẽ bé nhất khi và chỉ khi khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng P của chúng ta nó sẽ lớn nhất. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng P lớn nhất thôi. Thì ở trong bài toán này người ta sẽ đi lựa chọn theo cái phương án đó là hàm số. Khoảng cách từ tâm Y cho tới mặt phẳng P ở đây nó là bao nhiêu? Em thay số đi. Tâm Y. Tâm Y. Em thay vào. 2 trừ 2C cộng 4 cộng 3C trừ 2 chia cho căn của A bình cộng B bình cộng C bình. Và cái này sau khi rút gọn thì nó chỉ còn C cộng 4 chia cho căn của 5C bình trừ 8C và cộng với 8. Đến đây nếu mà em muốn chốt đáp án nhanh thì em chạy mốt 8. Còn em muốn làm chỉn chu thì em đi đạo hàm và lập bảng biến thiên. Thế nhưng mà chắc chắn rồi, khi mà em nhìn thấy những cái này em rất là ngại đạo hàm lập bảng biến thiên. Tuy nhiên thì người ta sẽ không đi đạo hàm một cái hàm số như này đâu, mà người ta sẽ biến nó thành như này này. Đưa cái trị đối này vào bên trong căn. Tức là bây giờ người ta căn trùm. Căn trùm thì có phải nó thành căn của C bình cộng 8C cộng 16 không? Tức là em đưa trị đối này vào bên gì? Bên trong căn. Thì nó sẽ là C bình cộng 8C cộng 16. Và dưới mẫu của nó sẽ là 5C bình trừ 8C cộng 8. Vậy có phải cái này mắc khi biểu thức bên trong mắc không? Và thực ra là gì? Biểu thức bên trong này nó sẽ mắc nếu em đi đạo hàm được cái hàm này. Thì hàm này nó cũng chỉ là hàm bậc 2 trên bậc 2 thôi. Hàm này lớp 11 đạo hàm suốt. Đúng không? Đấy, thì tùy em lựa chọn. Em chạy mốt 8 hay em đạo hàm? Chạy mốt 8. Thế nhưng mà kiểu gì thì kiểu chạy mốt 8 nó cũng sẽ bị làm sao? Nó không được đẹp. Nhưng mà thôi em cứ chạy thôi. Chạy từ đâu đến đâu cũng không biết, nhưng mà thôi mạnh dạn chạy từ âm 5 đến 5 được không? Em chạy đi. Xem nó mắc tại C mấy nào. Nào, cho thầy xin nó sẽ mắc tại C mấy. Mạnh dạn mà chạy lên em. Nó mắc tại vị trí tương ứng là C bằng 1. Đấy, em chạy đi, em chạy đi.
Vậy C bằng 1 thì dẫn tới là A sẽ bằng 0. Và tất nhiên rồi B của em nó vẫn là 2 thôi. Như vậy A cộng B cộng C bằng 3. Đấy, một bài toán rất là đơn giản đúng không? Em ghép mọi thứ lại với nhau. Mặt cầu F có tâm Y thuộc trục hoành. Vậy tức là dễ dàng có thể suy ra được tọa độ của tâm Y rất đẹp. Mấy ẩn? 3 ẩn làm sao được? Một ẩn duy nhất đó là A00. Đúng không? Tiếp tục này. Mặt cầu S cắt mặt phẳng P theo đường tròn có bán kính là bằng 2. Mặt cầu S cắt mặt phẳng Q theo đường tròn có bán kính là R. Yêu cầu là em hãy đi tìm R để có duy nhất một mặt cầu F. Rồi, tập trung nhá. Tìm R để có duy nhất một mặt cầu S. Bây giờ thầy hỏi mọi người này. Tất tần tật mọi giả thiết này có gì liên quan tới nhau? Với tất cả mọi giả thiết này có suy luận ra được phương trình nào không? Thì đây, khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng P cộng với bán kính bình phương thì có phải ra bán kính mặt cầu không? Khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng Q cộng bán kính bình phương có phải ra bán kính mặt cầu không? Và hai cái bán kính đấy phải làm sao với nhau? Bằng nhau vì nó là một đúng không? Vậy đấy chính là cái phương trình mà chúng ta sẽ thu được. Vậy tính thôi. R bình bằng khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng P bình cộng 2 bình. Và cũng bằng khoảng cách từ tâm Y tới mặt phẳng Q bình cộng R bình. Như vậy đến đây thay vào số thầy nào. Tâm Y nào. Đến P nào. A cộng 1 tất cả bình chia cho căn 6 cộng 4. Có biết cái đoạn thay khoảng cách này không đấy? Vinh ơi, em có biết thay khoảng cách không? A trừ 0 cộng 0 và cộng 1 thì cuối cùng còn A cộng 1 đúng không? Tiếp tục thay tiếp. Mấy A? 2A cộng 0 cộng 0 trừ 1 chia căn 6 tất cả bình cộng R bình. Như vậy đến đây rút gọn một tí xíu. A bình cộng 2A cộng 1 phần 6 cộng 4 bằng 4A bình trừ 4A cộng 1 phần 6 và cộng với R bình. Như vậy đến đây tương đương. Em nhân 6 lên. Em nhân 6 lên. A bình cộng 2A cộng 1 cộng 24 bằng 4A bình trừ 4A cộng 1 cộng 6 R bình. Đến đây rút gọn. 3A bình trừ 6A trừ cộng 6R bình trừ đi 24 bằng 0. Em ơi, A là gì? A là gì? A là tâm của mặt cầu đúng không? Vậy đây là phương trình bậc mấy? Phương trình bậc 2. Phương trình bậc 2 tối đa mấy nghiệm? Tối đa 2 nghiệm, tức là sẽ có tối đa mấy mặt cầu? 2 mặt cầu, và người ta yêu cầu là duy nhất mấy mặt cầu? 1 mặt cầu, vậy tức là phương trình này có mấy nghiệm? 1 nghiệm. A là ẩn, còn R là tham gì? Tham số, vậy khi nào phương trình có 1 nghiệm? Delta bằng 0.
hết. Giải nốt, tìm ra error. Hiểu vấn đề không? Đơn giản không? Em ơi, mặt cầu S có tâm y bao nhiêu? Mặt cầu S có tâm y là âm 1, 1 và âm 2, bán kính bằng 3. Điểm A có tọa độ là 1, 1, trừ 1. Và người ta nói rằng là 3 mặt phẳng đi qua điểm A và đôi một vuông góc. Cắt mặt cầu F theo 3 đường tròn giao tuyến. Yêu cầu tìm tổng diện tích của 3 đường tròn. Tìm tổng diện tích của 3 đường tròn. Thì nói chung là bài này chỉ tìm được tổng diện tích thôi, chứ còn tìm diện tích của từng cái một thì không tìm được. Diện tích của đường tròn, diện tích của hình tròn là gì? Diện tích của hình tròn pi r bình, đúng không? Pi r bình. Thế bây giờ cho thầy hỏi một chút. Đây là tâm y, đây là mặt phẳng. Mặt phẳng này nó cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn. Cái bán kính của mặt cầu này là 3. Thì bán kính của đường tròn này nó có phải là bằng căn của 9 trừ đi khoảng cách bình phương không? Rồi, thế bây giờ cho thầy hỏi là R1 bình sẽ bằng gì? R1 bình chính là bằng 9 trừ đi H1 bình. Đồng ý không? Tương tự như vậy, R2 bình thì cũng bằng 9 trừ H2 bình. Và R3 bình thì cũng bằng 9 trừ H3 bình. Vậy, cho thầy hỏi là tổng diện tích thì có phải bằng pi R1 bình cộng pi R2 bình cộng pi R3 bình. Và bây giờ nhóm pi làm nhân tử chung ở bên trong có phải là R1 bình cộng R2 bình cộng R3 bình không? Tuy nhiên ấy, thì em hiểu là ở đây em có hai ẩn, đó là ẩn H và ẩn R. Vậy tìm được một trong hai thì sẽ tìm được thằng còn lại. Tuy nhiên thằng R này lại không tìm được, mà chúng ta có thể tìm được thằng H. Thế bây giờ em sẽ thay thế nó vào đây. Thế nó vào đây thì nó sẽ là gì nào? R1 bình cộng R2 bình cộng R3 bình 27. 27 trừ H1 bình cộng H2 bình cộng H3 bình, đóng mở ngoặc. Chuẩn đét chưa? Thế thì bây giờ thầy đi tính cái này. Nhưng cuối cùng thì tại sao cái bài toán này lại đưa về cái trạng thái này? Đó là người ta sẽ nghĩ tới cái việc là ba cái mặt phẳng này đôi một vuông góc với nhau và lại đi qua điểm A. Và cái điều đấy nó giúp em tưởng tượng ra cái hình gì? Đó chính là cái hình thầy vừa vẽ. Hay thầy có thể vẽ lại cho các bạn để các bạn thấy. Vấn đề chính là như này. Ba mặt phẳng đôi một vuông góc với nhau và đi qua điểm A. Vậy thầy gọi đây là điểm A. Thầy sẽ vẽ cái mặt phẳng đầu tiên, chính là mặt này. Tiếp tục thầy sẽ có trong tay mặt phẳng thứ hai, chính là mặt này. Thầy tạm gọi đây là mặt phẳng P, đây là mặt phẳng Q. Và thầy sẽ có mặt phẳng thứ ba cũng đi qua điểm A, đó là mặt phẳng phía đằng sau. Và thầy tạm gọi mặt này, đó chính là mặt R. Như vậy em có thấy là ba mặt đôi một vuông góc với nhau không? Đúng không? Vậy thầy sẽ tô một chút để em thấy ba mặt phẳng đôi một vuông góc với nhau. Và chúng nó vuông góc với nhau tại vị trí điểm A. Rồi, thế bây giờ nếu mà mình nói về ở bên ngoài không gian
ở bên ngoài không gian em có một cái điểm Y. Thì thầy giả dụ đây chính là vị trí của điểm Y. Thì bây giờ thầy muốn tính khoảng cách từ cái điểm Y này tới ba cái mặt phẳng này thì thầy sẽ vẽ khoảng cách như nào? À, có phải từ Y thầy chỉ cần hạ một đường vuông góc xuống đây thì đây chính là H1 không? Thầy chỉ cần từ Y thầy hạ một đường vuông góc lên trên thì đây chính là H2 không? Và thầy từ Y thầy hạ một đường vuông góc ra mặt sau thì đây chính là H mấy? H3. Vậy em đã hiểu chưa? H1 bình cộng H2 bình cộng H3 bình chính là bằng Y gì? IA bình phương. Như vậy chốt lại đây chính là Pi 27 trừ đi IA bình phương. Và thôi, em nhẩm cho thầy xin IA bình nào. Mấy đây? 201 201 201 201. Căn 5 bình lên là gì? 5, vậy kết quả là bằng 22 pi. Mặt phẳng P này. Mặt cầu S này. Rồi, này, thầy hỗ trợ mọi người một phần, mọi người làm nốt phần còn lại, được không? Được không? Được nhá, nghe này, nhanh cực kỳ luôn, tập trung này, giải quyết luôn này. Điểm A đây, điểm O là góc tọa độ có chưa? Có rồi, mặt cầu S có tâm Y nằm trên mặt phẳng P. Nào, mặt cầu S có tâm Y, vậy đã có tọa độ của tâm Y chưa? Chưa. Mấy ẩn? 3 ẩn đúng không? 3 ẩn. Vậy tâm Y là gì? Tâm Y sẽ là A, B, C. Vậy với tâm Y là A, B, C mà lại đi qua cái gì? Mặt cầu này đi qua gì? Mặt cầu này đi qua gì? Đi qua A và đi qua góc tọa độ. Vậy bây giờ mình có thể sử dụng hai cái điểm này để mình viết phương trình mặt cầu không? Rồi, phương trình mặt cầu cho đi qua điểm nào hợp lý nhất, nhanh nhất nào? Đi qua O luôn, đúng không? Này, đây có phải phương trình mặt cầu S không? X bình cộng Y bình cộng Z bình trừ 2AX trừ 2BY trừ 2CZ bằng 0. Tại sao? Tại vì nó đi qua góc tọa độ. Đi qua góc tọa độ tức là 0, 0, 0. Như vậy là cái mặt cầu mà đi qua góc tọa độ thì nó sẽ bị khuyết thằng nào? Khuyết thằng D. Tiếp tục nhá. Mặt cầu S này đi qua điểm gì nữa? Đi qua A. Nào, thay A vô đi. Thay A vào. Thay A xuống. Thay đi. Được gì? À, đó là 1 cộng 0 cộng 1. Tiếp. Trừ 2A trừ 0 cộng 2C bằng 0. Vậy từ đây đang là bị mấy ẩn? 3 ẩn. Có rút gọn được về ẩn không? Rút gọn nào. À, đó là 2 trừ 2A cộng 2C bằng 0. Vậy từ đây tìm được gì? À, tìm được C sẽ bằng A trừ 1. Được chưa? Này, đâu? 3 ẩn là ABC, nhưng mà C lại bằng A trừ 1 rồi. Vậy bây giờ tìm nốt B theo A thì có phải rút về một ẩn không? B theo A còn cái gì nữa? Còn cái gì chưa dùng nữa? Đó là Y thuộc P. Y thuộc P. Y thuộc P tức là suy ra cái gì nào? Nói luôn đi. Nói luôn đi. A cộng B trừ Z. Trừ Z là trừ C, mà C chính là A trừ 1 và trừ đi 3 bằng 0. Vậy từ đây suy ra làm sao? U
B bằng 2. Vậy B bằng 2 gì? B bằng 2 chốt lại điểm Y có tọa độ là gì nào? Điểm Y A 2 A trừ 1. Điểm A có tọa độ bao nhiêu? 1 0 âm 1. Điểm O có tọa độ bao nhiêu? 0 0 0. Tại sao liệt kê 3 điểm này ra? Chu vi tam giác bằng 6 cộng căn 2. Thế bây giờ muốn tính chu vi tam giác, tính tổng 3 cái cạnh này ra đúng không? Thầy tính giúp em này. OA bằng bao nhiêu? OA bằng căn gì? Căn 2. Vậy từ đây suy ra hai cạnh còn lại đó chính là IA cộng IO bằng mấy? Bằng 6. Có đúng đây là 6 cộng căn 2 không? Vậy hai cạnh này cộng lại với nhau phải bằng gì? Bằng 6. Vậy em có tính được IA không? Em có tính được IO không? Em giải phương trình nào, IA bao nhiêu nào? Nhẩm IA giúp thầy nào. IA 1 trừ A tất cả bình cộng 4 cộng A bình. IO A bình cộng 4 cộng A trừ 1 tất cả bình bằng 6. Uầy, em nhìn hai biểu thức này có giống nhau không nhỉ? 1 trừ A tất cả bình và A trừ 1 tất cả bình bằng nhau không? Bằng nhau. Thế thì hai cái giống nhau cộng lại với nhau bằng 6 thì mỗi cái sẽ bằng mấy? Mỗi cái sẽ bằng 3. Thế mỗi cái bằng 3 thì bình phương lên bằng mấy? Bằng 9. Vậy bình phương là gì? 2A bình trừ 2A cộng 5 bằng 9. Xong chưa? Vậy tìm được A tức là tìm được gì? Tìm được A tức là tìm được tâm Y. Tìm được tâm Y, cần viết mặt cầu thì tìm nốt bán gì? Bán kính chính là đoạn nào? Chính là IO. Hoặc là Y gì? IA. Có tính được nốt không? Nốt chứ còn gì nữa. Chốt đi.